Westminster bổ nhiệm một người gốc Việt làm quyền tổng quản trị thành phố. Một trực thăng của Hải quân Hoa Kỳ rơi ngoài khơi San Diego. Tổng thống Biden ca ngợi nỗ lực di tản người khỏi Afghanistan là thành công lớn lao. Bão Ida làm thiệt mạng 80 tỷ Mỹ kim, New Orleans có thể mất điện trong nhiều tuần. Chính quyền Biden cam kết hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Bắc Kinh ra tay triệt văn hóa fan cuồng. Giới quan sát nói việc làm này là để dằn mặt giới nghệ sĩ có lượng fan hùng hậu. Thái Lan và Indonesia nới lỏng các biện pháp chống dịch để cứu vãn kinh tế. Hoa Kỳ chúc mừng quốc khánh 2 tháng 9 của Việt Nam và mong muốn hợp tác lâu dài. Việt Nam lên tiếng về luật an toàn giao thông hàng hải của Trung Quốc. Thủ tướng Việt Nam nói không thể dùng biện pháp phong tỏa mãi. Việt Nam có gần 12.000 người thiệt mạng vì Covid-19. Tỷ lệ tử vong trên tổng số bệnh nhân tại Việt Nam cao hơn tỷ lệ của thế giới. Và thưa quý vị, sau đây mở đầu là phần tin cộng đồng. Bà Christine Corden, thư ký của thành phố Westminster, đã vừa được Hội đồng thành phố Westminster bổ nhiệm tạm thời làm quyền tổng quản trị trong phiên họp đặc biệt vào ngày 30 tháng 8, sau khi tổng quản trị Marwan Youssef tuyên bố nghỉ hưu. Bà Christine là người Mỹ gốc Việt đầu tiên nắm chức vụ điều hành cao nhất trong thành phố trung tâm của Little Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ở nước ngoài. Về chuyện chọn tổng quản trị mới, Hội đồng thành phố Westminster cho biết sẽ thảo luận vấn đề tại phiên họp vào ngày 22 tháng 9 tới đây. Thời gian qua, Lurako nhận được điện thoại cho rằng nhiều thành phố xem Paddy's Bathtub là một hot bathtub thâu nhỏ, do đó đã áp dụng luật của hot spa. Luật này yêu cầu spa phải có nhiệt kế và nhiệt độ nước không được quá 104 hoặc tùy theo mỗi thành phố. Một số chủ tiệm nail cho rằng khách cũng không hài lòng khi thợ nail dùng tay quay vào nước để cảm nhận nhiệt độ. Có nhiều khách hàng có vấn đề về da và bác sĩ khuyên không nên dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh hoặc trong khoảng nhiệt độ nào đó. Lần đầu tiên trên thị trường, Lurako đã được Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế cho vòi xịt thông minh gọi là Smart Sprayer, có nhiệt kế để đo nhiệt độ của nước. Đừng chần chờ, hãy nâng cấp tiệm nail của quý vị lên một bước cao hơn ngay hôm nay. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Tiếp theo là tin Hoa Kỳ và thế giới. Một chiếc trực thăng của Hải quân Hoa Kỳ rơi ngoài khơi San Diego hôm thứ Ba, 31 tháng 8, và công tác tìm kiếm cứu hộ đang được tiến hành. CNN dẫn lời giới chức loan báo. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên trực thăng. Theo Hải quân, chiếc MH-60S Seahawk thường chở phi hành đoàn 4 người. Trước đó, chiếc trực thăng cất cánh từ hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Khoảng 24 giờ sau khi chiếc phi cơ vận tải C-17 cuối cùng của không quân Mỹ cất cánh khỏi phi trường Kabul, Tổng thống Biden đã mạnh mẽ binh vực quyết định chấm dứt cuộc chiến lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ này và rút hết quân trước hạn định 31 tháng 8. Ông Biden nói, tôi không muốn kéo dài cuộc chiến bất tận này và tôi cũng không muốn có một cuộc triệt thoái bất tận. Đối với những người muốn chúng ta ở lại thêm một thập niên nữa ở Afghanistan, tôi muốn hỏi câu này. Quyền lợi quan trọng của quốc gia để làm điều đó là gì? Tôi không tin rằng sự an toàn và an ninh của nước Mỹ sẽ được gia tăng bằng cách tiếp tục để hàng ngàn người lính Mỹ ở Afghanistan và tiếp tục chi hàng tỷ Mỹ kim ở nơi này. Hơn 1 triệu người ở New Orleans và khu vực lân cận hôm 31 tháng 8 tiếp tục sinh hoạt trong tình trạng mất điện và giới chức địa phương nói rằng tình hình này có thể còn kéo dài mấy tuần lễ sau cơn bão Ida. Theo các chuyên gia, cơn bão này đã gây ra thiệt hại lên tới khoảng 80 tỷ Mỹ kim. Hãng tin UPI cho biết các toán sửa chữa đang được gửi tới khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão để xác định mức độ thiệt hại của hệ thống truyền dẫn điện tại New Orleans cũng như các nơi khác trong tiểu bang Louisiana. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa gặp Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm thứ Tư 1 tháng 9 và một quan chức Hoa Kỳ cho biết ông Biden sẽ bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ quyền của Ukraine trước sự xâm lược của Nga cùng với lời hứa cung cấp 60 triệu Mỹ kim viện trợ an ninh. Tại cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng Giêng, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về những khác biệt của họ đối với một trong các vấn đề là đường ống Nord Stream số 2 mà Ukraine lo ngại có thể bị Nga sử dụng như một vũ khí địa chính trị. Cuộc họp vào hôm 1 tháng 9 diễn ra khi các nhà lãnh đạo châu Âu đánh giá việc ông Biden đột ngột rút khỏi Afghanistan là một hành động khiến cho một số đồng minh đặt câu hỏi về các cam kết an ninh của Mỹ.
Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Trung Quốc vào ngày 27 tháng 8 đã ra tay để ngăn chặn văn hóa fan cuồng, cấm các diễn đàn không được đăng danh sách những người nổi tiếng và cấm bán các sản phẩm nhắm vào fan hâm mộ sau một loạt các vụ ồn ào liên quan tới nghệ sĩ. Cơ quan theo dõi Internet hàng đầu của Trung Quốc nói sẽ có hành động chống lại việc lan truyền thông tin độc hại trong các nhóm fan hâm mộ và đóng các kênh thảo luận chuyên tung tin scandal của người nổi tiếng hoặc khiêu khích sinh sự. Các diễn đàn không còn được đăng tải danh sách các cá nhân nổi tiếng và các nhóm fan hâm mộ phải được quy định, cơ quan này loan báo như vậy. Nhiều nhà quan sát nói rằng họ không ngạc nhiên vì lâu nay các diễn viên, ca sĩ và blogger có lượng fan đông đảo theo dõi trên mạng xã hội là cái gai trong mắt chính quyền Bắc Kinh, và cũng theo những người này thì việc làm nói trên thực ra chỉ để dằn mặt giới văn nghệ sĩ Trung Quốc mà thôi. Số bệnh nhân COVID-19 vẫn đang tăng nhanh tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, Indonesia và Thái Lan, những quốc gia có nền kinh tế lớn nhất trong khu vực, đã bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đối với việc ăn uống tại các nhà hàng và trung tâm mua sắm để giảm bớt thiệt hại kinh tế từ việc đóng cửa nền kinh tế. Indonesia thông báo 10.534 trường hợp mắc mới vào thứ Ba, 31 tháng 8, ít hơn 5 lần so với mức đỉnh dịch vào giữa tháng 7, trong khi Thái Lan báo cáo 14.802 trường hợp mới vào thứ Tư 1 tháng 9, giảm 37% so với mức đỉnh vào giữa tháng 8. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc nới lỏng các hạn chế có thể dẫn tới các nguy cơ nguy hiểm vì tỷ lệ tiêm chủng còn thấp và tình trạng thiếu xét nghiệm, trong khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính thường vẫn ở mức trên 5%, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken vào hôm 1 tháng 9 đã gửi lời chúc mừng tới chính phủ và người dân Việt Nam nhân dịp lễ độc lập của nước này và bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với quốc gia Đông Nam Á, nơi Phó Tổng thống Kamala Harris đã vừa có chuyến thăm lịch sử để cùng vượt qua đại dịch virus corona. Ngoại trưởng Blinken đã nói trong một thông cáo báo chí được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra ngay trước ngày quốc khánh 2 tháng 9 của Việt Nam. Trong đó, ông Blinken nói: "Đại dịch COVID-19 đã gây ra những thiệt hại nặng nề trên khắp thế giới, bao gồm cả hai quốc gia của chúng ta, và chúng ta đã hỗ trợ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn này, cũng như thông qua hợp tác y tế ngày càng tăng, trao đổi vật tư và thiết bị y tế, và gần đây nhất là tài trợ vaccine của Hoa Kỳ. Mối quan hệ Việt-Mỹ tiến lên một tầm cao mới vào năm 2021 nhờ những nỗ lực chung của chúng ta để vượt qua quá khứ, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho nhân dân của chúng ta." Các chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Austin tới Việt Nam đã củng cố sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ và cam kết của chúng tôi đối với một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập và thịnh vượng. Tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân ngày quốc khánh của các bạn và mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các bạn để xây dựng trở lại tốt đẹp hơn từ đại dịch này. Chuyển qua các bản tin Việt Nam. Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc chính thức thi hành luật an toàn giao thông hàng hải sửa đổi, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng: "Các quốc gia cần tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà mình là thành viên, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển vào năm 1982, khung khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương khi ban hành các văn bản nội luật liên quan đến biển. Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để thực thi bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển của mình được xác định theo đúng quy định của UNCLOS. Cuối tuần trước, Trung Quốc đã thông báo việc triển khai các quy định bổ sung trong luật an toàn giao thông hàng hải, trong đó có những yêu cầu nhằm kiểm soát hoạt động của tàu nước ngoài đi vào cái mà Bắc Kinh gọi là vùng lãnh hải của Trung Quốc. Quy định bổ sung này chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Vào chiều ngày 1 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ và làm việc với 70 nhà khoa học, các giáo sư, bác sĩ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ngành y tế, các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu, ngành y dược và đại diện các hội đồng khoa học, cơ quan quản lý khoa học ngành y tế. VN Express dẫn lời ông Chính nói rằng, nhiều nước đã chuyển đổi chiến lược, xác định quan điểm sống chung, thích ứng với dịch bệnh. Vaccine và thuốc điều trị là chiến lược lâu dài, công cụ quyết định.
Ứng dụng khoa học trong phòng chống dịch là chìa khóa cốt lõi của thành công để chiến thắng dịch bệnh. Như vậy, đây là lần thứ hai người đứng đầu chính phủ nhắc lại quan điểm phải sống chung lâu dài với dịch bệnh. Ngày 29 tháng 8, tại cuộc họp với đại diện hơn 1.000 xã, phường thuộc 20 tỉnh thành đang giãn cách xã hội, Thủ tướng Chính cũng nhấn mạnh phải xác định nhận thức về tính chất khốc liệt, khó lường, khó dự báo của đại dịch. Chúng ta đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng không thể sử dụng biện pháp phong tỏa mãi vì khó khăn cho nhân dân và nền kinh tế là rất lớn. Chuyên trang COVID-19 của báo điện tử VN Express đã dẫn lại số liệu của Bộ Y tế Việt Nam cho biết, trong ngày 1 tháng 9, Việt Nam đã có thêm 11.429 bệnh nhân mới và có thêm 804 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì COVID-19 lên thành 11.868 người. Như vậy, Việt Nam đang có tỷ lệ 2,5% ca tử vong trên tổng số bệnh nhân COVID-19, trong khi tỷ lệ của thế giới ở mức 2,1%. Trong khi đó, thì theo trang Worldometer, Thái Lan có hơn 1,2 triệu người mắc COVID-19, cao gần gấp 3 lần số bệnh nhân tại Việt Nam, nhưng số ca tử vong tại Thái Lan lại thấp hơn Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Khoa Cát xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.